Xin chào anh em, hôm nay Lồng Chim Minh Nốt Mít xin giới thiệu cho anh em một mẫu lồng sinh tre già 19 nang chạm dây leo kết hợp với lại độ mung chạm dơi siêu độc, cực độc, kịch độc. Đây, xoay một vòng cho mấy anh coi. Rất là đẹp. Cây này hiện tại kiếm cây thứ hai thứ ba cũng hơi dễ, tại đây em làm nhiều lắm. Đây rồi, giới thiệu phần nóc luôn đi anh. Trên đây em để cái móc rồng nè. Móc rồng này nó về phụ kiện rồi. Giới thiệu cái nậm luôn nè. Nậm này là nậm vuông, hàng mới, mẫu mới luôn, tháng 9 2018 luôn đó. Che già chuẩn bi độ mung. Còn cái dàn phần nóc này á, thì em làm nóc chữ thập xây qua, cái này xây được, tải xiết cái ốc thôi, cái này mở ra xây được bình thường đó. Còn cái này á, thì cái nóc này em làm nóc chữ thập cũng chạm dây leo luôn. Tất cả các cái chi tiết che dây leo trong cái lồng này là làm thủ công hết nha. Còn cái riêng cái phần mung á, cái phần chạm mung là làm máy. Rồi đây bốn cái trụ vanh viền, tất cả nóc chạm dây leo thủ công che già, kết hợp với lại cửa nè, hai con dơi cửa là độ mung nè, mung sừng đen bóng luôn, với lại cái mặt quỷ, rồi cái phần dơi phá cách ngay cái tan lồng đây rất là đẹp, kết hợp với chân quỳ bông gốc cũng dơi luôn đó. Rồi cho mấy anh coi kỹ chút. Đây xây qua bên đây phần bợ cầu bợ cống cũng dơi luôn, ngũ phúc kim tiền luôn. Rồi rồi quay về cái phần phía trong, phía trong đây thì cái cầu lồng em để sẵn ba cây cầu rồi. Cây cầu chính là cây cầu rồng cẩn bi ở giữa, còn hai đầu rồng độ mung, hai cây cầu phụ cũng đầu độ mung luôn. Rồi em mở cái phần tất cả lồng bên em hiện tại là đều có khay rút, giờ em mở khay rút lên cho mấy anh tham khảo. Ủa sao này cứng vậy ta? Nó như chệch ray, chệch ray thôi mấy anh. Đây để tan đây, rút ra, rút ra bỏ vô rất là thoải mái. Rồi rồi rất là đơn giản. Hiện tại cái lồng này á, có giá là thôi giá để em báo sau đi, báo lên đây nhiều khi nhiều anh không thích, thôi để em báo sau đi. Anh nào mà muốn coi hình ảnh với giá cụ thể của cái lồng này á, thì có thể truy cập vào website minhnocmit.net hoặc là lồng chim fanpage lồng chim minhnocmit nha mấy anh. Fanpage lồng chim minhnocmit, trong đó là giá với hình có cụ thể cho mấy anh tham khảo. Rồi em dỡ cái đít lên cho mấy anh coi luôn. Đây cái đít chưa quét dầu, đây sơ sơ thôi. Rồi có cần xoay vòng nữa không anh, hay thôi luôn. Rồi giới thiệu sơ sơ vậy thôi ha, còn mấy chục cây lận tranh thủ để giới thiệu cây khác. Em xin nhắc lại đây là cây lồng chào màu 19 nang, lồng sinh che già chạm dây leo kết hợp với lại độ mung chạm dơi, hàng cao cấp, cực độc, cực đẹp, cực kỹ. Rồi em xin giới thiệu sơ sơ vậy thôi, rồi hẹn mấy anh ở cái clip sau nha.